đang đến bên nơi chân trời, màn sương đêm đang dần tan. Trong con tim một kỷ nguyên mới đã đến, bao niềm vinh quang đang chờ đón ta, người sinh viên thời đại mới. Mặt trời vừa lên chiếu sáng trên thành phố xôn xao, là con tim ta như nghe rộn rã. Mẹ thân thương cho ta một trái tim son, làm cho ta thêm tình yêu cuộc sống. Và niềm vinh quang sinh viên thế kỷ mới ta đi nhờ mà sáng sáng chân trời rộng. Ngày hôm nay thấy ta con đường mới, tình vì sinh viên năm 2000. Thật là tuyệt vời, chuẩn bị bước sang một thiên niên kỷ mới, một thế kỷ mới trong một trận chung kết SV2000 với sự tham gia của ba đội mà sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu. Chúng tôi xin cảm ơn ban nhạc Bức Tường đã cống hiến bài hát Bình Minh Sinh Viên năm 2000 với sự tham gia của hai vũ đoàn, Vũ đoàn Mặt Trời và Vũ đoàn Á Đông của thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của biên đạo múa Binh Hùng. Thưa quý vị đại biểu, thưa các quý vị, thưa tất cả các bạn sinh viên yêu quý, hôm nay hy vọng rằng một trận chung kết xứng đáng với tầm cỡ của nó, với đúng như chủ đề mà chúng ta đã đặt ra, chào thế kỷ 21, sẽ là lời chào của sinh viên Việt Nam tới thế kỷ 21. Và hộ dự cuộc chung kết hôm nay của chúng ta, ngoài đông đảo rất đông các bạn sinh viên tại nhà thi đấu quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được phép trân trọng giới thiệu có các vị đại biểu và các vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Lê Văn Hân. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, đồng chí Vũ Trọng Kim.
chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trưởng ban tổ chức cuộc thi SV2000, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, ông Trần Đăng Tuấn. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Phương Thảo. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đồng chí Hoàng Bình Quân. Chúng tôi xin giới thiệu tới dự với chúng ta có các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, các đồng chí đại biểu Đại hội Thanh niên Tiên tiến toàn quốc cũng tới dự với chúng ta. Tới dự với chúng ta có lãnh đạo của 3 trường tham dự trận chung kết. Xin trân trọng giới thiệu Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Mơ. Xin trân trọng giới thiệu Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Quang Sừng. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quang Trung. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện của nhà tài trợ PNG Việt Nam. Tới dự với chúng ta có ông Tổng Giám đốc Công ty PNG Việt Nam, Vaidyanath Swami. Và đặc biệt với sự tham gia của hàng nghìn các bạn cổ động viên, các bạn sinh viên của thành phố Hồ Chí Minh yêu quý. Còn bây giờ, những nhân vật chính trong đêm chung kết sẽ xuất hiện. Chúng tôi xin mời ra sân khấu 3 đội tham dự trận chung kết SV2000. Xin trân trọng kính mời Đại học Đà Nẵng. Mời ra sân khấu Đại học Sư phạm Hà Nội. Và đội thứ ba sẽ là đội chủ nhà Đại học Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời. Còn bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện của ban tổ chức, xin trân trọng kính mời Bí thư Thường trực Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đồng chí Hoàng Bình Quân lên tặng hoa cho ba đội tham dự trận chung kết này. Xin mời đồng chí Hoàng Bình Quân. Cảm ơn đồng chí Hoàng Bình Quân. Xin chúc mừng cả ba đội. Đây là bó hoa mà đồng chí Hoàng Bình Quân thay mặt tất cả các bạn sinh viên gửi tặng ba đội và chúc ba đội thi đấu thành công thật là đẹp trong đêm hôm nay, đêm chung kết của cuộc thi SV2000. Và chúng tôi thấy trên sân khấu các đội đang giao lưu với nhau, đang chào hỏi nhau và tặng cho nhau những món quà thật là có ý nghĩa. Đây là dịp gặp nhau giữa ba đội tuyển đại diện cho ba khu vực Bắc, Trung, Nam, các trường đại học của chúng ta. Họ đã tặng nhau những món quà lưu niệm, thật là hiếm có những dịp gặp nhau như thế này và hy vọng rằng đây sẽ là dịp rất khó quên trong cuộc đời sinh viên của mỗi người và kỷ niệm này sẽ còn theo mãi tất cả chúng ta trong suốt cả cuộc đời của mình. Và bây giờ chúng ta hãy chúc mừng cả ba đội sẽ thi đấu thành công trong đêm hôm nay. Xin cảm ơn ba đội. Và ba đội chúng ta sẽ còn gặp lại họ trong những phần thi của mình.
Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thành phần của ban giám khảo. Ngoại thương cố lên, Đà Nẵng cố lên, Sư Phạm cố lên. Bây giờ chúng tôi sẽ dành cho các bạn 30 giây để các bạn cổ vũ cho các đội của mình. Nào, bắt đầu. Xin cảm ơn các bạn và hy vọng rằng sự cổ vũ như vừa rồi sẽ theo suốt các đội trong quá trình thi từ đầu đến cuối. Và tôi tin chắc rằng với những tiếng vỗ tay vừa rồi trong không khí của nhà thi đấu quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh như thế này thì chắc chắn các đội sẽ thi đấu hết mình và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, và chúng ta sẽ được chứng kiến một trận chung kết thật là tuyệt vời. Còn bây giờ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần của ban giám khảo đêm chung kết SV2000. Ban giám khảo của chúng ta gồm 7 người. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu giám đốc Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam, nhà báo Vũ Quang Vinh. Vị giám khảo tiếp theo, thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ Cười Thành phố Hồ Chí Minh, nhà văn Lê Văn Nghĩa. Chúng tôi xin giới thiệu thành viên của ban giám khảo, tiến sĩ văn học Đoàn Hương. Chúng tôi xin giới thiệu phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Văn Thưởng. Chúng tôi xin được giới thiệu giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, nhà văn Tô Nhuận Vũ. Tô Nhuận Vĩ. Vâng, nhà văn Tô Nhuận Vĩ. Thành thật xin lỗi nhà văn Tô Nhuận Vĩ. Chúng tôi xin giới thiệu nghệ sĩ, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc. Chúng tôi xin giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ sử học Đỗ Quang Hưng. Như vậy là chúng ta đã làm quen với các vị thành viên trong ban giám khảo. Đây là những con người mà chúng ta đã tin tưởng và chắc chắn họ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong đêm chung kết hôm nay. Để cuối cùng chúng ta sẽ chọn ra các đội xứng đáng ở các vị trí nhất, nhì, ba. Bản thân ba đội tới đây đã là một chiến thắng lớn, bởi vì họ bỏ lại đằng sau mình tới 48 trường đại học. Chúng ta có tất cả 51 trường đại học tham dự cuộc thi SV2000. Và cuối cùng có 3 trường tham dự trận chung kết đêm nay. Đối với họ thì đây đã là một thành công, nhưng hôm nay họ sẽ cố gắng hết mình để còn thành công hơn nữa. Tất nhiên rồi, sinh viên chúng ta ai cũng muốn mơ ước mình trở thành hoàn thiện hơn và sẽ thành đạt hơn. Và điều đó chúng ta đang chờ đợi ở cuộc thi hôm nay. Còn bây giờ, chúng tôi xin được phép bắt đầu bằng phần thi tài năng sinh viên. Vâng, những tràng vỗ tay và sự cổ vũ vừa rồi thật là cần thiết. Và chúng tôi lại dành tiếp cho các bạn 30 giây nữa để cổ vũ tất cả các bạn của mình trước khi vào phần thi tài năng sinh viên. Thưa các bạn, các đội đến tham dự trận chung kết này, chúng ta có tất cả 3 đội như chúng tôi đã giới thiệu. Đội chủ nhà là đội Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh. Đội tuyển thứ hai đến từ thủ đô Hà Nội là đội tuyển Đại học Sư phạm Hà Nội. Đội tuyển đến từ miền Trung thân thương của chúng ta đó là đội tuyển Đại học SV Đại học Đà Nẵng. Và trước khi các bạn đã đến bằng các phương tiện khác nhau, đội thì đi tàu hỏa, đội thì đi ô tô, và nói chung là họ đã vượt những quãng đường rất xa để đến. Nhưng khi gặp họ thì chúng tôi cảm thấy rất yên tâm, bởi vì tất cả đều rất phấn chấn và họ nói rằng họ đến với một tinh thần thật là thoải mái, thật là vui vẻ, bởi vì họ biết rằng họ chuẩn bị được gặp những sinh viên rất yêu của Thành phố Hồ Chí Minh, đó là các bạn đang ngồi ở trên này. Còn bây giờ, để đáp lại sự mong mỏi của các bạn, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một phóng sự. Mỗi đội chúng tôi đã có một phóng sự giới thiệu về đội tuyển của họ để các bạn có dịp làm quen hơn với từng gương mặt. Bởi vì tôi biết rằng nhà thi đấu của chúng ta rất rộng và không phải ai cũng nhìn thật rõ những gương mặt của từng thành viên của đội tuyển. Và bây giờ sẽ là một phóng sự ngắn về đội tuyển SV Đại học Đà Nẵng. Xin mời. Thank you.
Mình là Như Tuấn. Mình mong ước tất cả các bạn sinh viên Việt Nam sau khi ra trường đều có việc làm. Mình là Thảo Nguyên. Mình mong ước điều kiện học tập của sinh viên ngày càng hiện đại hơn. Mình là Phương Nam. Mình ước đời sống tinh thần của sinh viên sẽ phong phú hơn. Mình là Hạnh Nguyên. Mình mong đất nước trong tương lai sẽ không còn thiên tai lũ lụt. Mình là Lê Trang. Mình mong tất cả các bạn đã chia nhau thật nhiều tình yêu và hạnh phúc. Mình là Nhật Thương. Mình đang nghĩ đến một tương lai rạng rỡ của đất nước. Mình là Bình Nam. Mình mong rằng trí thức của sinh viên sẽ thắp sáng ước mơ cho đất nước. Mình là Ngọc Diễm. Mình mong rằng giáo dục Việt Nam sẽ ngày càng phát triển hơn. Mình là Thùy Dương. Mình mong rằng tinh thần SV sẽ sống mãi trong tim mỗi người. Mình là Lan Phương. Mình mong sinh viên Việt Nam ngày càng trí tuệ và dí dỏm hơn. Mình là Anh Sa. Mình ước rằng mọi người có thể sống vui vẻ với nhau. Để làm nhiều cơn khát SV, chúng tôi đã đến với các bạn. Vâng. Chúng ta đã thấy là lời chào của Đại học Đà Nẵng gửi tới tất cả chúng ta rất vui vẻ. Và chúng ta sẽ được chứng kiến sự vui vẻ hóa mình của họ, sự dí dỏm của họ và thông minh của họ qua phần thi tài năng mà họ sắp sửa tham gia thi với chúng ta ở đây. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được thông báo. Theo gấp thăm thì đội Đại học Đà Nẵng sẽ là đội đầu tiên tham gia phần thi tài năng sinh viên. Và bây giờ phần thi tài năng sinh viên của Đại học Đà Nẵng bắt đầu. Kính thưa quý vị, cuộc đua đang vào giai đoạn nước rút. Các vận động viên đang bám nhau rất quyết liệt ở đầu chặng 21. Trong top chặng đầu, chúng tôi trông thấy cả bốn con rồng châu Á, sau đó là cọp châu Á, và cuối cùng là những con cá chép đang gung chân quyết vượt vũ môn. Việt Nam cố lên! Việt Nam đấy rồi! Thưa quý vị, trong chặng đua 20, Việt Nam đã từng chiến thắng ngoạn mục hai đối thủ sừng sỏ để giành lấy cúp vàng độc lập. Cố lên! Vượt quá! Trời, sao dừng lại? Dừng lại là thua cuộc! Chắc là có vấn đề. Chúng ta hãy chờ xem chính cơ thể họ sẽ nói gì trong đường đua phát triển này. Chân tay tim mắt hội ý. Tôi có ý kiến. Xin mời anh mắt. Báo cáo anh não. Tất cả chỉ tại anh chân không chịu chạy. Không đúng. Suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tôi chạy đến tóe cả máu đây này. Các cậu ơi, cậu ấy chạy chân đất. Trời đất, thì ra lâu nay mình đua với người ta bằng chân không. Chạy cậu đâu? Ôi, thế mà gọi là nâng niu bàn chân Việt. Anh Lưỡi nói đấy chứ. Tớ cố chạy, đến khi chân phòng rộp lên mới nhờ đến anh Lưỡi. Anh cứ hứa tới, rồi hứa lui, hứa hoài rồi. Rồi sao? Rồi xịt cho tớ tí thuốc tê. Tê lại chạy tiếp. Ôi, đã thế này mà còn bị bõm chạy trong lũ lụt. Thường quá. Thiên tai chưa bằng khắc nghiệt thị trường. Dọn lúa làm mía, những mong đổi đời. Ai dè. Hiểu rồi, được mùa mà vẫn thấy lo. Ngồi trên đống mía buồn xo đợi chờ. Mà chớ tài có tồi đâu chứ. Tôi cũng từng đoạt huy chương bạc, huy chương đồng thế giới về lúa gạo đấy thôi. Đúng, đó là thành tựu. Nỗi đau của cậu chân là điều tớ luôn trăn trở. Cậu ấy cần được dồn oxy và tiếp máu nhiều hơn. Nhưng tớ vẫn lo không đủ sức cạnh tranh. Ấy, xưa này cậu có tiếng là chịu đựng, bền bỉ, dẻo dài lắm kia mà. Hãy hành động theo nhịp đập của trái tim, hun đúc lại truyền thống năm xưa. Hãy đi theo anh, lửa từ trái tim mình. Hey! Ta vượt trên chiến núi Trường Sơn đã mong mà đôi con không mong. Lãng mạn quá. Bây giờ Trường Sơn công nghiệp hóa, trông gai hơn nhiều. Trước mắt cần trang bị cho cậu chân một đôi giày hiện đại để có sức bật mà tăng tốc chứ. Nhưng tiền đâu mà mua? Thì vay. Vay à? Cứ ngửa tay vay hoài, tớ ngại lắm. Vay được cứ vay, chứ ngại gì. Tớ chỉ sợ vay dễ trả khó, không khéo lại để gánh nặng cho con cháu đấy chứ. Nhưng ngần ngại thì làm sao theo kịp đối thủ. Cứ mạnh dạn tranh thủ ngoại lực để phát huy hết hiệu quả của đôi giày mới. Cần có đủ nội lực. Nội lực ở đâu?
học lịch sử để có sức trẻ bàn tay Trần Quốc Toản bóp nát khó khăn để cơ thể như Phù Đổng Thiên Vương vụt lớn lên đột phá. À, uống nước nguồn truyền thống để tiếp thêm nội lực. Có chuyện gì thế? Chân tay tê cứng hết. Mắt tớ tối thui. Nguy to, tớ không nhận được máu nữa. Ôi, chuột rút. Không phải chuột rút. Các cậu ơi, xem này, ai đây? Rút thừa đây. Rút một thừa. Ta đang viêm lên đây. Xem các người có còn đủ sức mà chạy đua nữa hay không. Hiểm họa chính trong cơ thể mình, cắt bỏ nó ra. Có dám đụng đến cơ thể của mình không? Xử ta, các người còn đau hơn ta, không dễ đâu. Do dự chần chừ, cơ thể ắt chết, đâu cũng phải cắt bỏ. Mình đã xuất phát chậm, lại đang ở phía sau. Vượt qua chính mình, nhìn lại phía sau, không thấy ai hết, vẫn còn tụt hậu. Phải tìm cách chạy của riêng mình, bằng tầm nhìn chiến lược. Phải chạy trên cái nền công nghệ tiên tiến, chạy tắt, đón đầu mới mong đuổi kịp. Ừ, chiến lược gì cũng cần gắn liền với những vấn đề của anh Tây, cậu Trăng. Muốn thành công, chúng ta cần liên kết, cần hành động như lớp thanh niên mới sẽ làm chủ thế kỷ 21. Nào, chinh phục các nấc thang phát triển, lấy đà tăng tốc bứt phá, xóa bỏ đói nghèo, xua tan lạc hậu, kế thừa truyền thống, phát huy nội lực, tiến lên tri thức. Nên khúc giảng rồng thiên Việt Nam, chào thiên niên kỷ mới, chào thế kỷ 21. Thật là tuyệt vời phải không ạ? Thật là tuyệt vời. Vâng, các bạn của Đại học Đà Nẵng đã vừa hoàn thành xong phần thi của mình, phần thi tài năng sinh viên. Và thời gian cho phần thi này chúng tôi quy định mỗi đội có 6 phút. Nhưng Đại học Đà Nẵng không cần sử dụng đến 6 phút để đưa ra những ý tưởng rất táo bạo, những ý ẩn dụ ở trong phần thi của các bạn. Đại học Đà Nẵng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều cảm nhận và tất cả chúng ta đều đồng ý với những gì mà Đại học Đà Nẵng đã đưa ra. Vâng, quả thực một đất nước cũng như cơ thể một con người, tất cả cơ thể sẽ khỏe mạnh khi tất cả các bộ phận của cơ thể đều khỏe mạnh và đều lành mạnh. Thì khi đó chúng ta mới nói tới chuyện phát triển cơ thể một cách bình thường và phát triển tốt cơ thể của mình. Và như vậy là Đại học Đà Nẵng đã trong phần thi của mình đã thể hiện ra những điều mà chúng ta cần phải làm để có thể đưa đất nước của chúng ta tiến lên một cách vững chắc trong thế kỷ 21. Và lời chào cuối cùng, chào thiên niên kỷ mới, chào thế kỷ 21 của Đại học Đà Nẵng như khẳng định một điều là tương lai của chúng ta đang ở phía trước, tương lai của đất nước chúng ta.